sáng hỏi là có rất nhiều cái chương trình, rất nhiều những các cái thông tin, người ta nói là có người ngoài trái đất, từ các hành tinh khác du hành đến trái đất mình. Bây giờ bạn hỏi là theo đạo Phật thì cái này nó như thế nào, có hay không? Thầy xin trả lời cho bạn Nguyễn Sáng trước hết về cái chuyện người ngoài hành tinh, người ngoài trái đất này. Thì với cái thế giới quan của Phật giáo thì Đức Phật đã nói rồi, cái trái đất của chúng ta chỉ là một cái tiểu hành tinh rất nhỏ trong cái vũ trụ bao la này thôi. Chân trong kinh Đức Phật đã dùng cái từ gì? Có gì? Hằng hà sa số thế giới cơ mà. Cái trái đất này chỉ là một cái hành tinh rất nhỏ trong hằng hà sa số thế giới. Trong kinh Phật còn nói cái cụm từ tam thiên đại thiên thế giới, nhiều lắm. Và có những thế giới ấy đều có sự sống cả. Ví dụ gần nhất với cái trái đất của chúng ta là xung quanh chúng ta còn có ba cái châu nữa. Cái trái đất của chúng ta gọi là Nam Thiệp Bộ Châu. Xung quanh cạnh chúng ta còn ba cái châu nữa là Bắc Cu Lô Châu này, Đông Thắng Thần Châu và Tây Nghiêu Hóa Châu. Bốn cái châu này đang quay xung quanh một cái núi gọi là núi Tu Di ở giữa này. Mà bây giờ chúng ta còn chưa tìm ra cái núi Tu Di nó ở chỗ nào, thưa đại chúng. Cái núi Tu Di này, lưng chừng núi Tu Di là trời Tứ Thiên Vương đóng đô ở đấy. Đỉnh núi Tu Di là trời Đế Thích ở trên đó, Tam Thập Tam Thiên ở trên đó. Trên núi Tu Di nữa mới là các cõi trời khác, Đâu Xuất rồi Dạ Ma vân vân. Chúng ta đã thấy núi Tu Di đâu? Máy tàu bay vũ trụ đã đi, đã tìm ra cái núi Tu Di nó ở chỗ nào đâu, thưa đại chúng. Và chúng ta mới loanh quanh, mới lên được mặt trăng, mới khám phá một vài cái sao gần đây thôi. Chúng ta rất là nhỏ bé, cái thấy của chúng ta nó rất là hạn hữu. Cái thấy của Đức Phật, các bậc thánh nó mới là xuyên suốt. Chúng ta bây giờ chúng ta có đến được mặt trời đâu, chúng ta mới bay được đến cái mặt trăng đó, đã là vĩ đại lắm rồi. Và trong kinh Đức Phật nói ba cái châu mà cạnh cái châu của mình đấy đều có chúng sinh ở. Và mỗi chúng sinh ở cái cõi đó, cái châu đó có cái khuôn mặt giống cái cấu tạo của cái hành tinh đó. Cho nên chúng ta thấy mình ở cái châu này, cái mặt mình có giống quả đất không? Cái đầu mình rất là giống quả đất đấy, giống quả địa cầu đây này. Nó cũng hơi tròn tròn, nó hình cầu đấy. Thế còn Đức Phật nói ở ba cái châu kia, Bắc Cu Lô Châu, Tây Nghiêu Hóa Châu và Đông Thắng Thần Châu, người ở đấy có cái bộ mặt, cái khuôn mặt nó cũng giống như cái hình dáng cái tinh cầu ở đấy. Cái tinh cầu nó hình gì? Ví dụ nó hình mặt trăng, hình lưỡi liềm thì cái mặt người ta giống cái lưỡi liềm, ví dụ thế. Tinh cầu như cái đĩa thì mặt nó giống cái đĩa vậy đó. Và Đức Phật còn mô tả mà, ví dụ ở Bắc Cu Lô Châu, Đức Phật nói là cái người ở đấy ai cũng sống 1000 tuổi, không ai bệnh tật cả. Và đấy họ sống rất là sung sướng, không phải làm ăn gì, từ mọi cái đầy đủ hết. Cái xứ đấy Đức Phật nói là ta không có sinh ra cái xứ đó, cái xứ nó sướng quá, chẳng bệnh tật, nó chả còn lâu, có đủ 1000 tuổi lên, cho nên nó chả quan tâm đến Phật pháp gì cả. Cho nên Đức Phật không bao giờ đản sinh ở Bắc Cu Lô Châu. Đấy, các Phật tử tu hành nào đừng để tu hành cuối cùng lại sinh về Bắc Cu Lô Châu. Cái xứ ấy nó rất là, nó sướng lắm. Như vậy chúng ta mới thấy là trong kinh Phật, Đức Phật đã nói có rất nhiều thế giới, có sự sống, có chúng sinh sống. Cho nên cái việc văn minh ở các cái cõi đó, ở các cái châu đó có thể còn hơn loài người chúng ta ở đây. Chúng ta bây giờ mới có tàu bay, mới có tàu vũ trụ, nhưng họ có thể đấy, họ đã có những cái đĩa bay chẳng hạn. Họ du hành rất là nhanh, thông minh hơn mình, có thể có cái phúc báu của họ hơn mình mà. Cho nên cái phúc báu người ta hơn mình thì họ sẽ có những cái sản phẩm nó siêu tuyệt hơn chúng ta. Cho nên cái chuyện mà người ngoài hành tinh, chuyện đĩa bay đến thế giới này, thầy nói theo cái nhìn của Phật giáo là hoàn toàn khả thi, có thể xảy ra, hoàn toàn là có thể, không nói là không có. Thì Đức Phật nói rằng có những thế giới như vậy, có những chúng sinh ở những cõi đó như vậy.